bác được đầy ơn phúc và được Thiên Chúa ở cùng. Hỡi nữ trinh, hãy vui mừng vì bác đẹp lòng Thiên Chúa. Bà được thụ thai sinh hạ con trai tên là Giêsu, và người được trao danh hiệu cao siêu, Con Đấng Tối Cao. Nay Chúa ban trao Ngai Vàng David tổ tiên của người, người sẽ chỉ vì trên nhà gia cóm cho tới muôn đời. Ave Maria. Rồi vì có việc gì do quyền năng Chúa sinh tác không thành. Mẹ
trời.